Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để tìm hiểu về một loài động vật kỳ diệu và đầy bí ẩn, con nhện. Con nhện không chỉ là một phần của thế giới tự nhiên mà còn mang đến những điều thú vị về cuộc sống và cách chúng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Hãy cùng nhau khám phá thế giới nhỏ bé này. Con nhện thường có cơ thể phẳng và chia thành hai phần chính là đầu và bụng. Đa số nhện có 8 mắt bố trí theo nhiều hình thức khác nhau. Mỗi bên miệng có 2 ngàm dùng để kẹp mồi. Chúng có 8 chân, điều làm cho chúng trở nên khác biệt với đa số động vật khác. Khác với con người di chuyển dựa trên vận động của cơ bắp và xương, nhện dựa vào sự kết hợp của cơ và sự nén huyết áp để di chuyển các chân của chúng. Sự gia tăng áp suất đột ngột này cũng khiến các chân của chúng có thể nhảy vọt được theo nhiều hướng khác nhau. Nhện là những thợ săn tài ba. Chúng sử dụng tơ nhện để tạo ra những môi trường sống độc đáo và để săn mồi. Bằng cách này, chúng có thể bắt được muỗi, ruồi và nhiều loài côn trùng khác. Phần lớn các loài nhện đều có khả năng tiêm nọc độc khi cắn, tự vệ hoặc để giết con mồi. Tơ nhện không chỉ được sử dụng để săn mồi mà còn để tạo ra các tổ và những công trình nghệ thuật đặc sắc. Tơ nhện được tạo ra từ phần cuối bụng của nhện và có độ bền và độ đàn hồi tuyệt vời. Thành phần của tơ nhện là protein, giống như tơ tằm, khi vừa tuôn ra còn thì như một loại keo dán rất dính. Sau đó tiếp xúc với không khí thì lập tức trở nên cứng và trở thành tơ. Khi tơ nhện không còn đủ độ kết dính hoặc trở nên quá bẩn, những con nhện thường ăn luôn nó và sử dụng các chất dinh dưỡng từ tơ cũ để tạo ra một mạng nhện mới. Tơ nhện được cho là bền bỉ như thép. Có hàng nghìn loài nhện khác nhau trên thế giới, với kích thước và màu sắc đa dạng. Mỗi loài đều có cách sống và thức ăn riêng biệt. Thức ăn chính của chúng là các loại côn trùng và các động vật không xương sống khác, nhưng một số loài nhện lớn nhất có thể săn các động vật có xương sống như chim. Nhện thường săn mồi bằng cách tạo ra một chiếc tổ và đợi con mồi bước vào. Sau đó, chúng nhanh chóng bắt mồi bằng tơ nhện và tiêu thụ chúng. Trước khi một con nhện có thể ăn mồi, nó phải biến bữa ăn thành dạng lỏng bằng cách tiết ra các enzyme tiêu hóa từ dạ dày của chúng vào cơ thể của nạn nhân. Nhện không nhai mà chỉ thò ống hút vào mồi để hút chất lỏng ra. Nhện đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng côn trùng và duy trì sự cân bằng sinh thái. Chúng là một phần không thể thiếu trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá về con nhện, những nghệ sĩ săn mồi tài ba của tự nhiên. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới về thế giới nhỏ bé nhưng đầy kỳ diệu xung quanh chúng ta. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời này. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.